chỗ này cái cua các bạn. Ôi ơi, nó lọt cái bánh trước các bạn, đừng có cho lọt cái bánh trước nè, phải gọi là cắm mắt vào cái bánh trước đó. Đó bây giờ là lọt bánh sau, nhưng mà chúng ta không thể nào để cho nó lọt bánh trước được. Đấy đó, bánh trước còn chạy là lôi được cái bánh sau lên được các bạn. Ôi ơi, cái đường đi đầy gian nan và thử thách luôn các bạn à. Ok, bây giờ cái đường phía trước nó còn lại là cái đường, cái cầu lơ lửng luôn các bạn, coi đúng cái kiểu cầu lơ lửng luôn, nó chỉ có hai cái vệt bánh xe rồi các bạn. Bây giờ không còn cái thùng nữa mà là hai cái vệt bánh thôi. Oh my god, bây giờ qua được không đây trời? Nó để mình coi coi, nó vừa cái bánh xe mình không cái đã. Trời ơi, hai cái vệt nó vừa đúng cái hai cái bánh xe luôn các bạn ơi, không dư không thiếu. Đi là phải thẳng tay nha các bạn, không được nhát tay, không được nhát tay. Lấy thẳng tay qua đây. Ê, tôi thấy tình hình không ổn rồi đây. Thôi xong rồi. Tôi thấy cái xe tôi nó có chiều hướng, nó đang trơn xuống các bạn ơi. Thôi xong rồi. Oh my god. Now. Bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Nguyễn Quy Gamer đây. Yeah. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với tựa game ETS 2 và cũng như là quay trở lại với cái series quen thuộc Cung Đường Tử Thần sau 3 năm trời các bạn. Vãi cả tưởng, 3 năm giờ mới làm được cái tập tiếp theo. Và đây là tập 15 các bạn à. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với cái xe ghi này, và chúng ta sẽ đi những con đường tử thần như thế nào đây. Thì ok, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một cái map mới. Đây, cho các bạn xem. Con đường full đường ống thùng container luôn các bạn. Đó, đây giờ. Ôi, đường trên không lơ lửng cùng với những cái ống thùng container nối với nhau như thế này ấy, mà chúng ta còn lái một cái chiếc xe khách đây, một chiếc xe khách dài thòn lòn như thế này nữa đấy. Như vậy chạy nó mới đẳng cấp các bạn. Dài thì các bạn thấy là như vậy là ngày hôm nay mình với các bạn sẽ trải nghiệm xe khách đi trên cái con đường thùng container ấy, coi có đi được hay không, hay là lên thùng container rồi gớt bà xuống vực thẳm luôn đây. Mình không biết, các bạn mong là sẽ đi thành công tốt đẹp cho các bạn. Ok, thì bây giờ nếu mà các bạn nào mà muốn trải nghiệm xe khách này giống tôi thì các bạn có thể là truy cập lên cái trang web này các bạn, tải mod.com/shop. Thì đây là một trong những cái trang bán đầy đủ tất cả những cái bản mod bản quyền của tôi. Đấy, lên mua bản đồ Việt Nam, hay là các bạn thích chiếc xe khách này các bạn cũng có thể mua. Thì con này là con xe Hyundai Juniper đời 2015 đến 2021 ấy, thì các bạn cũng có thể đổ được cái con này luôn. Và con này là con Taco TB120S các bạn, một con xe ghế ngồi đến từ thương hiệu Taco. Xịn không? Rồi tôi cũng gắn thêm cái đèn lòi ra phía ngoài đó nè hả, sợ người ta không nghe, bóp kèn người ta không nghe, gắn lòi tuốt ngoài luôn ấy, bóp cho điếc cái lỗ tai luôn. Ok, và không để các bạn chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình luôn. Giờ mình đề máy lên trước các bạn. Đây, vì là đi đường tử thần rất là nguy hiểm nên các bạn biết là tôi sẽ trang bị một cái bàn thờ ấy, có tượng mẹ Quan Âm ấy, một bình hoa các kiểu ấy, mong là sẽ tai qua nạn khỏi. Ok, bây giờ là lên xe đóng cửa lại đi em. Còn chần chờ gì nữa, rồi đóng cốp lại, sau đó là đóng cửa lại. Ok. Rồi, bà con trên xe mình ok. Nhìn không được bà con nha. Đây, cho các bạn xem. Hôm nay không có đi mình nên đi cùng lơ xe và một đoàn người luôn các bạn. Đây, nay bà con nhớ đeo dây an toàn ngồi phía sau niệm Phật nha. Đấy, tôi sẽ đưa mọi người đi an toàn. Sao bà nội này chưa đi mà thấy má buồn rồi đó nha. Chưa đi mà thấy buồn trong người rồi. Vãi cái trưởng này chứ. Rồi, thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình thôi các bạn. Let's go. Đi. Bây giờ là mình sẽ ra khỏi cái công trường này trước các bạn. Đây là mình đang ở trong một cái công trường. Đấy, chỗ này thì người ta đang xây dựng cái gì cũng chả biết nữa. Giờ tôi sẽ đi ra khỏi đây. Và khi ra khỏi công trường là chúng ta sẽ bắt đầu lên đường ống luôn nha các bạn. Ok. Thấy là thấy ghê rồi đấy. Mong là sẽ đi được nha. Đấy, cái đường ống này thật sự là nó vừa khít cái chiếc xe tôi thôi, không dư không thiếu. Rồi, ok. Đó các bạn thấy không?
cái bánh xe mình lên cái là tràn ngập cái thùng container rồi. Rồi ở cái này mình quẹt phải đúng không? Thôi rồi, hên là nó có chừa đường để mình ôm cua bẻ lái các kiểu các bạn. Ok, nhưng mà ôm cua được không nhở? Ôi lọt mẹ bánh đây, lọt bánh sao đây. Ui, trời ơi, mới ra mà lọt mẹ bánh một bên rồi. Leo lên. Nào, đừng có đùa nghe. Giờ này mà lọt xuống là toang luôn ấy. Leo lên. Chết bà, giờ tôi bị lọt một bên bánh rồi các bạn. Ok. Oh my god, bây giờ lọt một bên bánh rồi. Cái xe này á các bạn, nó chạy cái cầu trước, cái bánh trước ấy các bạn, nên là bây giờ là cái bánh sau nó lọt cỡ nào lọt, nhưng mà cái bánh trước đừng có lọt là chúng ta sẽ đi được. Còn cái bánh trước mà lọt cái là gọi là nằm đường luôn các bạn, dính nó luôn, không làm gì được luôn. Rồi ok, phía trước là mình sẽ rẽ phải đấy các bạn. Trời ơi, thấy bắt đầu đầy nguy hiểm rồi đấy. Cái này mình ôm cua làm sao cho nó mượt nha. Đây, chắc mình đánh lấy gọng một tí cho nó chắc ăn. Đấy. Nè, bây giờ là đi sát cái bánh bên trái này, là sát cái đường bên này luôn. Ok, đó. Nói chung mình đi đường thẳng mình không sợ, mà mình vô mấy khúc cua mình quýu quái cái trường. Rồi, ok đấy, mượt mà tình cảm đấy. Là mình vô trong mình lái thử coi. Ở trong là không thấy bánh xe gì luôn nha các bạn có thể là nhìn cái kiến bên này, cái kiến hậu bên kia. Đó, để chúng ta có thể là lái thôi, chứ bây giờ là không nhìn được cái gì cả. Đây, mình mở cái kiến hậu phụ cho các bạn xem. Đấy, ở trên nè, thấy chưa? Ôi ôi. Rồi, ôm cái cua này. Tôi thấy không ổn rồi lắm các bạn, không ổn. Ok, kìa, lọt bánh sau, lọt bánh trước nữa. Thôi xong rồi, lọt mẹ cái bánh trước tôi xuống luôn rồi. Thấy chưa, ngồi trong xe là cái gì vậy, lọt mẹ hai bánh bánh luôn rồi sao giờ. Ok, giờ lên không được rồi xuống cũng không xong luôn. Thôi chắc bây giờ mình phải nhờ kỹ thuật một tí, mình lôi nó lên các bạn. Ok, không sao cả, lôi xe mình lên. Đó, bây giờ các bạn thấy là tôi vừa lôi cái xe tôi lên xong. mới cẩu nó lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi trên cái con đường này nha các bạn. Đó, đi qua cái con đường này là không còn đường để quay đầu đâu nha. Không còn quay đầu là bờ đâu nha các bạn. Ra đây là bắt đầu chơi rồi các bạn. Lái mà lái thôi. Đó, bây giờ ra đây là có trời mà cứu. Lọt xuống đó chỉ có trời mà cứu thôi. Ok. Mới cả cái gầm cái cụp các bạn thấy là thấy có điềm rồi đấy. Mong là sẽ vượt qua được cái đoạn này. Nguy hiểm quá. Oh my god. Ok luôn. Ngon lành cành đào luôn. Trời ơi, xem. Ủa cái đường à? Ủa các bạn ơi, cái đường phía trước này là hình như là mình chuẩn bị ôm cái cua này quay qua cái đường bên kia. Ôi nhưng mà cái đường nhỏ như vậy làm sao quay đầu được nhờ? Ôi không lẽ nó bắt mình lùi xe nhờ? Không lẽ nó bắt mình lùi? Ôi, khó khăn à nghe. Đây nè, bây giờ cái đường này nó chỉ có... Ôi cái này chắc chắn với các bạn là không quay đầu xe được. Bây giờ là muốn qua cái đường này là phải lùi về đằng kia. Oh my god. Ui, đằng kia cũng là cái chỗ quay đầu luôn. À, bây giờ là mình sẽ lùi xéo qua bên này. Rồi sau đó là mình lấy cái đít vô trong kia, rồi mình sẽ đi đưa cái đầu thẳng lên cái con đường bên kia các bạn. Ok, giờ các bạn. Mà nhiều khi coi chừng lùi nó lái còn đỉnh hơn, chuẩn hơn là mình chạy tới nó đó nghe các bạn. Đừng có đùa. Đó, nhiều khi mình lùi mình lái còn chuẩn hơn nữa rồi. Khi mình lùi như vậy nè các bạn, thì cái bánh lái nó sẽ là cái bánh phía trước, nên là các bạn biết là cái lái nó sẽ gắt hơn. Đấy, ôm cua một phát là vô luôn. Nó không có ôm từ từ như là cái bánh lái phía trước. Đó, mình lùi như vậy là nó ôm cua gắt hơn các bạn. Bây giờ đang đi canh một bên rồi các bạn, không dám nhìn bên kia luôn. Một bên này chuẩn là bên kia sẽ chuẩn, mong là sẽ như vậy. Rồi, sắp tới rồi. Sắp tới bến bờ bên này rồi các bạn. Trời ơi, đi hồi nãy giờ cả buổi trời mà tôi thấy nó có cách xa cái chỗ mà tôi xuất phát bao xa đâu cậu. Tính ra đi làm cái đường này chi cho nó khổ tôi ghê được chứ. Bình tĩnh. Chỗ này lọt mẹ cái bánh sao cả đấy. Bây giờ mình sẽ... Chỗ này là mình nhắm lên là mình đi thẳng tới được rồi nè các bạn. Đó, chỗ này là đi thẳng tới được rồi. Đấy, chăm chú vào từng bước đi, từng vệt bánh xe.
rồi. Cái bánh trước an toàn là được. Rồi, ok. Cái bánh trước nó nằm trên cái mà thùng container các bạn. Là bây giờ cho dù cái bánh sau nó có rớt xuống thì vẫn lôi được các bạn. Ôi, trời ơi. Mới nói luôn các bạn. Đừng có cho cái bánh trước nó rớt là ok. Bây giờ đi mà cái bánh trước nó còn rớt một cái nữa là thôi. Chúng ta sẽ lên thiên đàng luôn đi. Rồi, này cái cua nha. Chỗ này cái cua các bạn. Ôi, nó lọt cái bánh trước các bạn. Đừng có cho lọt cái bánh trước. Nè, phải gọi là cắm mắt vào cái bánh trước. Đó, bây giờ là lọt bánh sau. Nhưng mà chúng ta không thể nào để cho nó lọt bánh trước được. Đấy. Đó, bánh trước còn chạy là lôi được cái bánh sau lên được các bạn. Ôi ơi, cái đường đi đầy gian nan và thử thách luôn các bạn à. Ok. Bây giờ cái đường phía trước nó còn lại là cái đường, cái cầu lơ lửng luôn các bạn. Coi đúng cái kiểu cầu lơ lửng luôn. Nó chỉ có hai cái vệt bánh xe rồi các bạn. Bây giờ không còn cái thùng nữa mà là hai cái vệt bánh thôi. Oh my god. Bây giờ qua được không đây trời? Nó đây để mình coi coi. Nó vừa cái bánh xe mình không cái đã. Trời ơi, hai cái vệt nó vừa đúng cái hai cái bánh xe luôn các bạn ơi. Không dư không thiếu. Trời đất ơi, làm cái cầu chuẩn phải chuẩn. Đúng hai cái bánh xe hai bên luôn. Đó, không cho dư gan xíu. Cũng chả cho thiếu vô xíu nha các bạn. Rồi bây giờ chạy làm sao mà cho hai cái bánh, bốn cái bánh nó phải nằm trên cầu này. Bây giờ một cái bánh mà rớt qua một bên gọi là đi chầu ông bà luôn. Ủa, ôm cái cầu này đi qua từ từ. Chúng ta sẽ qua được thôi. Yên tâm bà con trên xe, cứ yên tâm vào tay lái của Nguyễn Quý Gamer nghe. Rồi chúng ta qua được nửa cầu rồi nè các bạn ơi. Nửa cầu thì nó có một cái chạm. Chạm dừng chân. Mở cửa ra bước xuống một cái là xuống vực thẳm luôn. Ok. Mình thấy mượt mà đây các bạn. Mình thấy khá là mượt mà đấy. Qua cũng ngon lành cành đào đấy. Được đấy. Ê, xe tôi thấy nó nghiêng sao nhỉ? Ồ, cái bánh trước chuẩn bị lọt xuống. Ôi, tôi lách qua bên này một tí các bạn. Trừ hao qua bên trái một tí. Để mà thôi mà mình qua bên phải nhiều quá là lọt cái bánh xe xuống bên phải. Rồi, ok. Đâu ạ. Bà, các bạn thấy ba cái cầu vệt bánh xe nhằm nhò về tôi đúng không? Qua được rồi đấy. Nói chung tập trung là sẽ chạy được các bạn. Ok, như xa phía trước lại chuẩn bị lùi xe nữa rồi kìa. Làm khó nhau thế nhờ. Cần phải khó thế không? Rồi. Mình kệ đi, tới đâu tính tới đó các bạn. Bây giờ là đoạn này phía trước là các bạn thấy là chúng ta sẽ rồi bây giờ chạy hết cái đoạn này là chúng ta lại lùi xe y chang hồi nãy nữa các bạn. Ôi. Nguy hiểm vậy, nguy hiểm thật sự. Giờ này mà gớt xuống ngay nữa là không còn gì mà nói luôn. Ok. Xa phía trước là một cái chỗ cho chúng ta nghỉ ngơi. Thật sự cái thùng cái chỗ này nè các bạn thì nó khá là rộng nha, rộng thênh thang luôn ấy. Là các bạn thấy không, mình chạy sát bên này coi chừng mình mở cửa ra cho khách gọi là nào muốn tự tử bay mẹ xuống dưới cũng được luôn. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ lùi lại thôi các bạn, không còn cách nào cả. Quay đầu xe cũng chả được đâu, đừng có mà mơ. Để tôi, hành khách cứ yên tâm. Đó, tôi lái mà cam ngoài như thế này mà còn gớt lên gớt xuống. Nhiều ông bảo anh ơi vô trong xe ngồi lái. Rồi chắc đi xuống mẹ xuống dưới 18 tầng địa ngục ở dưới luôn quá. Rồi thẳng lái luôn. Rồi mượt đấy. Ôi nhìn bên này còn phải nhìn bên kia nữa các bạn. Run sợ chưa. Ví dụ mình làm cái đường này mình có thể làm mẹ hai cái thùng không? Cho nó to gõ rộng ginh nhờ. Làm chi có một cái thùng mà đi vượt hết cái xe tôi luôn. Thùng cái đường này làm như làm cho xe máy đi hay sao? Rồi. Tới đây là tôi thấy ổn lắm mày. Lùi nhẹ xíu rồi các bạn, lùi nhẹ thôi. Rồi. Lùi tí nữa là gớt cái bánh xào đây.
Rồi bây giờ là mình sẽ nhắm lên bên này nhá. Ôi gớt cái bánh sao, gớt cái bánh sao rồi. Lôi nó lên. Ok. Cái cua hơi gắt tí, mọi người thông cảm. Cua hơi gắt nên đi nó hơi khó. Rồi, ôi trời, phía trước quá trời cua luôn các bạn. Bây giờ là chúng ta sẽ đi cái đường thẳng thôi, không còn lùi xe nữa đâu. Nhưng mà tôi thấy sau phía trước ba cái đường đi nó cứ zigzag ấy. Uốn qua uốn lại. Rồi ví dụ mà mình làm cái đường thẳng cái không được. Trên này có ai gọi là đòi đền bù mặt bằng đất rồi các thứ đâu. Làm mẹ đường thẳng chứ trời. Chơi gì mà khó nhau quá trời à. Đó. Thấy chưa? Nguy hiểm thật sự luôn. Ôm cái cua này nữa. Ok luôn. Qua được các bạn. Ừ. Đây nó cũng còn khá là xa nha. Rồi nó còn cái đường gì mà nó như kiểu lên thiên đàng thiệt sự luôn các bạn. Nó như nó uống cà dòng cơ. Trời ơi. Đi cái đường đó chắc kiểu đi xong gói lộn tiền đình bà nó luôn quá. Ây da. Ủa thấy chưa, cả gầm thấy chưa. Ôi mấy cái cua này gắt thật sự. Cái này mà đi là phải gọi là dứt khoát vào các bạn. Đi mà nhát tay là cũng hơi toan đấy. Ok. Lên đi bạn ơi. Lên đi đừng ngại ngùng. Lên đi đừng ngại ngùng. Ok. Trời ơi tưởng lọt mẹ cái bánh ở dưới rồi chứ. Giờ này mà lọt ở đây rồi làm sao ai mà cứu cho nổi. Rồi lấy lái qua đây. Đi là phải thẳng tay nha các bạn. Không được nhát tay. Lấy thẳng tay qua đây. Ê. Tôi thấy tình hình không ổn rồi đấy. Thôi xong rồi. Tôi thấy cái xe tôi nó có chiều hướng, nó đang trơn xuống các bạn ơi. Thôi xong rồi. Oh my god. Now. Ok. Rồi xong. Trời ơi. Ông cố ơi. Trời ơi vô bắt đầu vô cái đường mà lốc xoáy tình yêu rồi các bạn. Trời ơi nó cà dòng rồi nè. Trời ơi. Lốc xoáy tình yêu rồi. Trời ơi cái đường. Trời ơi lọt mẹ cái bánh xuống rồi. Trời ơi. Không ổn cho lắm các bạn ơi. Cái đường này ba hồi nó nhỏ, ba hồi nó bự, ba hồi cái đường cong, ba hồi cái đường thẳng, nhưng nó không có đều một miếng nào hết trơn ấy. Làm sao mà đi xuống được đấy trời. Cái xe tôi thì nó dài mà gặp như cái vòng tròn là chết tôi rồi. Trời ơi, quăng tao cái bon, tao còn chơi vòng tròn. Oh my god, được không nha. Thấy tình hình này không ổn cho lắm. Xuống cái vòng tròn này hơi bất ổn tí, bà con thông cảm nha. À, đi nó hơi nhòi nhòi tí, như kiểu là mình chơi sải ngựa vậy đấy. Em chơi cởi ngựa. Ê, nhòi lên nhòi xuống. Kìa con cả gầm nữa sao quá nha. Trời ơi cái xe dài đi, cái đường này đúng kiểu đầy gian nan và thử thách luôn. Trời ơi phía trước cái đường nó còn chút xíu nữa kìa, nó còn nhỏ nữa kìa. Đường vòng tròn nó không có thể chạy được rồi mà nó còn nhỏ xíu nữa. Đó. Lôi lên. Nó. Rồi, ok. Hên là có chỗ nó rộng, có chỗ nó hẹp. Nó. Quá luôn. Ok. Rồi. Cái này là mình nên nhìn tập trung cái bánh trước hay là mình nhìn cái bánh sau nha. Ôi leo lên bạn, đừng có gớt vào này á. Sắp xuống tới được phía dưới của vòng tròn rồi nè các bạn. Nhưng mà thấy vậy đấy chúng còn xa lắm các bạn ơi. Trời ơi. Nó. Cái này mà mấy người hành khách ngồi phía sau các bạn nhồi lên nhồi xuống chắc hồi nãy giờ là ối mấy bịch rồi đấy.
À không phải mấy bịch nữa mà là ói, mấy bao ói rồi. Ok, lọt xuống nữa rồi các bạn, lọt xuống nữa rồi. Rồi ok. Ok, nó nữa, lọt nữa nè. Không lọt chỗ này cũng lọt chỗ kia. Ôi, các bạn thấy cái bánh sao nó cứ lọt ra ngoài hoài không? Với mấy người ngồi đằng sau chắc kiểu thoát tim vãi chưởng. Xuống luôn. Mình tin mình làm được. Còn mình làm được hay không thì kệ bà mình đi. Trời ơi, nghiêng. Nó hên là cái bánh xe nó cũng kiểu bám đất các bạn. Ồ, chứ mà nó nghiêng theo mà nó lật ngang một cái luôn tôi không biết sao ạ. Đây, có dấu hiệu xuống thành công. Có dấu hiệu xuống vòng tròn thành công. Đã có dấu hiệu, thưa ngài. Ui. Nè nè, ôm cua gắt nè. Cua này hơi gắt nhờ. Cua này gắt đấy. Nhưng mà không gắt bằng tôi đâu. Ok các bạn, mình đã xuống được cái vòng tròn rồi. Bây giờ là mình sẽ đi theo cái con đường này, mình lòn qua bên kia, mình quẹo vô cái đường hẻm kia nữa các bạn. Ok. Nhưng mà chỗ này nó vẫn còn nó ra khỏi khu vực mà lốc xoáy tình yêu hồi nãy thôi. Nhưng mà bây giờ là chúng ta vẫn còn vòng tròn nha các bạn. Đấy, ta vẫn còn quăng tóc cái bông, ta cùng chơi vòng tròn. Rồi qua đây một tí. Qua kia lại một tí. Rồi tính ra mấy cái cua lúc đầu mình chạy cũng không gọi là gì nha. Cua này mới là vấn đề nè. Trời ơi, bây giờ còn lên dốc nữa chứ. Rồi lên, bò lên. Rồi. Ê, cái gì vậy cha nội, giờ này lọt xuống cha nội. Lùi lại. Thôi xong mẹ, nó lọt xuống mẹ hai bánh luôn vậy. Thôi xong bà nó rồi. Lại mắc kẹt ở đây nữa rồi các bạn ơi. Ôi ơi, đầy gian nan và thử thách thật sự. Rồi tạm xa cái cung đường vòng tròn đó các bạn. Chúng ta sẽ quay xuống cung đường thẳng ở dưới này. Đấy, nhìn thẳng nhưng mà đi nó không thẳng tí nào. Nó cũng quẹo qua quẹo lại các bạn ơi. Trời ơi. Rồi, hình như là tới đây mình quẹo phải vào thì phải. Tôi thấy xa nhưng cũng lại tiếp tục có những cái con đường vòng tròn nữa rồi. Rồi ôm cua vào rồi. Ê. Gì mà cũng gác xuống cho được, nó chài. Không hiểu nói luôn đi. Rồi. Bây giờ nó lọt chỗ này thì tôi lại kêu 500 anh em lôi lên tiếp. Đúng không? Mình gớt rồi mình cũng phải lên thôi. Rồi tiếp tục hành trình nữa các bạn. Cái đoạn phía trước là nguyên một cái cua luôn à. Ghê đấy. Tính ra mình tính đâu hết đi đường tròn rồi. Nhưng mà bây giờ lại tiếp tục quay trở lại đường tròn. Nhưng mà đường này nó được một cái đó khá là rộng nha các bạn. Nó rộng hơn những cái đường hồi nãy mình đi. Ok, mới khen đường rộng các thứ lọt mẹ xuống luôn các bạn. Rồi mình sẽ ôm cua kỹ kỹ một tí nhá. Quan trọng là cái bánh trước cái các bạn nó đi được là cái bánh sau nó đi được. Đấy, mình cứ giữ theo cái nguyên lý đó đi các bạn. Đó. Leo lên. Trời ơi, ôi trời. Phía trước nó cũng còn vài cái cua nữa các bạn. Nhưng mà các bạn có thể thấy là xa phía trước là có những cái căn nhà rồi. Tức là chúng ta chuẩn bị vào khu vực an toàn rồi các bạn. Nào, sắp tới nơi rồi, chạy cho nó đàng hoàng vào. Cho nó mượt mà vào, cho nó xì mút vào. Trời ơi, tới đây nó mà còn lọt xuống một cái nữa là thôi rồi lượm ơi. Rồi, tiếp tục cái cua nè. Cái cua này hơi bị đỉnh. Ê. Rồi, lên luôn. Ô, cái cua đó. Chúng ta qua cái cua này. Rồi các bạn thấy xa phía trước còn một cái cua nữa. Đây, cái cua phía trước nè. Khi mà qua cái cua này rồi là chúng ta hết cua rồi các bạn. Hết những cái đoạn vòng tròn rồi. Mà chúng ta đến với cái cua hình vuông. Đó, kề phía trước còn cái cua hình vuông kìa. Tới không nhỉ? Phải tới chứ lại sao không? Ok, tự nhiên tới đây lọt xuống vậy. Nào.
gì vậy, tự nhiên cái tới đây cái lọt xuống à, không hề hiểu luôn ý. Tới đây cái nó lọt xuống, cách đẳng còn bao xa nữa đâu, tự nhiên cái lọt xuống đấy. Bây giờ cứ lọt xuống là tôi lôi lên, cứ lọt xuống là tôi lôi lên, cho tới khi nào tôi về tới khu vực an toàn thôi. Rồi đi 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 thôi nào, đừng sợ gì nữa các bạn ơi. Quẹo quẹo. Ồ, cái cua này mượt mà nha. Ủa nhưng mà bây giờ mình vô chỗ nào bây giờ nhờ? Theo mình biết hình như là ở đây nó có một cái cây xăng đó nè. Giờ ghé chăm xăng dầu, ngồi uống cà phê các thứ tuyệt vời nha. Đấy, đường này đường thẳng mà, lên tốc độ xíu rồi nè. Nãy giờ đi cà bò đúng không? Giờ lên tốc độ nhẹ nhẹ xíu coi nó cảm giác mắt. Cái gì vậy? Trời ơi, còn dấp cục đá nữa cái gì vậy? Trời ơi, giờ này cứ rớt xuống, không phải hiểu nổi luôn cái trời. Tự nhiên giờ này rớt xuống. Này thì chạy nhanh, này thì tốc độ bàn thờ. Đấy. Dính vô cái gì tôi chả biết luôn, dính vô cái bẩn là dính vô cái cục gì nó văng mè xuống vực thẳm luôn á. Nhưng mà không sao, chúng ta đã về sắp tới nơi rồi. Ôi mình thấy cây xăng này kìa. Ôi cây xăng này các bạn. Ui, nhưng mà bây giờ qua cây xăng đó cũng là một cái con đường đầy gian nan đấy. Mình phải qua đâu đó khoảng hai cái cua nữa. Ê ê ê, cái gì mà cứ cà lắc rớt xuống hoài vậy trời. Tính ra đường thẳng đi gặp tai nạn. Nãy giờ đi đường cua nó giờ không sao, vô đường thẳng gặp tai nạn. Rồi qua đây. Mượt mà nào, mượt mà vào cho tôi. Mượt mà vô. Ok luôn. Rồi đấy, đỉnh rồi đấy. Thấy ok, đỉnh của chớp rồi đấy. Rồi qua đây tới cái cua này các bạn. Ê, từ từ. Rồi qua đây. Ok luôn. Rồi, cây xăng thẳng tiến. Oh my god. Vào được khu vườn, khu vực mà gọi là đất an toàn rồi các bạn. Ok. Trời ơi. Ờ tính ra mấy chiếc xe con này nó đi nhìn đơn giản nha, tôi lấy xe dài đi kia cho nó khổ vãi cái trưởng. Rồi thôi ghé đi đi bà con ơi, kéo đắng tay lên để tôi mở cửa cho bà con xuống nè. Đó, xuống bà con ơi. Rồi. Tắt mẹ máy đi. Đi xuống uống cà phê bà con ơi. Nãy giờ chắc xỉu hết trơn rồi đúng không? Nãy xuống này uống cà phê cho nó thoải mái nè. Hello anh chị. À, anh chị cho ngồi chung nha. Hello. Rồi thôi các bạn ơi, tạm thời chắc tôi sẽ dừng mẹ đi đi. Chạy đúng kiểu gối loạn tiền đình luôn ấy. Ok, như vậy là ngày hôm nay mình với các bạn đã có được một cái chuyến hành trình quay trở lại với tập tiếp theo, tập 15 của cái series Cung Đường Tử Thần trong cái tựa game ETS 2 này xong. Và các bạn thấy video của tôi hay thì đừng quên lại cho tôi xin một like. Bạn nào chưa ấn đăng ký cho kênh của tôi thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh của tôi nhé. Và cũng không quên chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Và riêng bạn nào muốn trải nghiệm xe khách chống tôi thì các bạn nhớ truy cập lên trang web đó là tải mod.com sạc shop. Thì đây là một trong những cái cửa hàng bán đầy đủ tất cả những cái bản mod bản quyền, từ xe khách nè, xe khách ghế ngồi, xe khách giường nằm, xe tải, mod âm thanh trang trí, mod bản đồ Việt Nam, đầy đủ hết trên đó các bạn lên đó mà tìm nha. Bây giờ kết thúc thiệt nè, nếu mà các bạn muốn tôi trải nghiệm tiếp tục Cung Đường Tử Thần thì nhớ comment phía dưới tôi biết nha, tôi sẽ làm thêm nhiều tập hơn nữa cho các bạn xem. Thấy gian nan rồi đấy. Rồi thôi kết thúc nha, bye bye, chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.